Hello, xin chào mọi người đã trở lại với Me Game News. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của bọn mình thì Me Game News là chuyên mục tin tức hàng tuần mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất của làng game trong nước và thế giới. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bản cập nhật mới nhất 919 của Liêm Huyền Thoại nhé. Riot mới đây đã tung ra bản cập nhật 919 cho Liêm Huyền Thoại. Đây sẽ là phiên bản dùng cho vòng chung kết thế giới sắp diễn ra tại Đức. Có vẻ như sau khi chứng kiến hậu quả của việc nếp Aatrox và Akali quá nặng nề ở phiên bản 9.18 khiến cho hai vị tướng này tục tỷ lệ chọn và tỷ lệ thắng quá thảm hại, Riot đã quyết định búp nhẹ để vị tướng có cơ chế thú vị này có cơ hội xuất hiện lại ở chung kết thế giới 2019. Cụ thể như sau: Aatrox, Wii, Quỷ Kiếm Darkin, lượng sát thương sẽ bị giảm khi tấn công vào lính từ 60% xuống 45%. Đây là một đợt búp tình thương của Riot dành cho Aatrox thay vì tước hoàn toàn khả năng đại lễ của hắn ở trong phiên bản 9.18. Giai đoạn farm lính ở đầu game của Aatrox sẽ dễ thở hơn một chút và nhiều khả năng Aatrox sẽ được dùng nhiều hơn ở đường giữa trong phiên bản 9.19 tới. Akali, chiêu cuối, sát chiêu hoàn hảo. Sát thương tối đa của lần kích hoạt thứ 2 tăng từ 195, 420, 645 lên 225, 450 và 645. Phiên bản 9.18 được coi là bước lùi cực kỳ lớn trong sức mạnh của Akali khi những kỹ năng của cô nàng này bị giảm sát thương và sức ảnh hưởng đi rất nhiều. Đặc biệt là chiêu cuối sát chiêu hoàn hảo có lượng hồi chiêu lên đến 160 giây ở cấp độ 1 và đặc biệt là không còn làm choáng nữa. Với sát thương của chiêu R được tăng tương đối, hy vọng Akali sẽ bớt yếu lại và xuất hiện ở chung kết thế giới 2019. Và sau đây là các thay đổi của những vị tướng khác. Các bạn thấy những chỉnh sửa mới của bản cập nhật này như thế nào? Với những thay đổi này, chúng ta có thể trông chờ về một meta đa dạng với nhiều điều mới mẻ tại chung kết thế giới 2019. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn khi có tin tức gì nóng hổi nữa nhé. Bye!